Huấn luyện viên Philip Trucci đau đầu với chiều cao khiêm tốn của U23 Việt Nam. Nhìn từ U23 Doha Cup, hàng tiền vệ của U23 Việt Nam có thể hình rất khiêm tốn và họ thường thua thiệt trong những pha tranh chấp. Tại SEA Games 2023, liệu điều này có được huấn luyện viên Philip Trucci được cải thiện? Nhìn bức tranh toàn cảnh, thật khó để nói rằng U23 Việt Nam đã có giải đấu tốt tại U23 Doha Cup 2023. Mọi con số đều không đứng về phía thầy trò huấn luyện viên Trucci và chúng ta cần phải chấp nhận thực tại rằng U23 Việt Nam thua kém khá nhiều so với những đối thủ như Iraq, UAE hay Kyrgyzstan. Có một điều dễ nhận thấy, do thất thế về thể hình. U23 Việt Nam thường thiệt thòi trong những pha tranh chấp thiên về cơ bắp. Họ cũng yếu thế trong những tình huống một đấu một hay những tình huống đánh chặn cần đến sức mạnh. Trong số ấy, hàng tiền vệ là mối quan tâm với huấn luyện viên Philip Trucci. Một thống kê chỉ ra rằng, lứa U23 Việt Nam hiện tại có chiều cao thấp nhất trong 5 năm qua. Nhìn lại hàng tiền vệ tại giải U23 Doha có thể thấy, các tiền vệ của huấn luyện viên Trucci có thể hình khiêm tốn. Cụ thể, Lê Văn Đô, 1m73, Quốc Văn Khang, 1m71, Huỳnh Công Đến, 1m63, Nguyễn Đức Việt, 1m74, Lê Quốc Nhật Nam, 1m69. Những cầu thủ được gọi vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 32 cũng không có gì vượt trội. Họ gồm Nguyễn Đức Phú, 1m70, Ngô Đức Hoàng, 1m77, Nguyễn Hữu Nam, 1m74, Đinh Xuân Tiến, 1m71, Nguyễn Thái Sơn, 1m71. Đã có ý kiến cho rằng, chiều cao không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi mà huấn luyện viên Trucci đang xây dựng, bởi U23 Việt Nam thiên về kiểm soát bóng và các cầu thủ đang có đáp ứng được các yêu cầu đưa ra. Luận điểm này chẳng phải không có lý, nhưng nếu nhìn lại những gì đã diễn ra tại Doha, nhà cầm quân người Pháp sẽ phải có những điều chỉnh trong hành trình chinh phục SEA Games 2023. Đức Việt và Công Đến gần như là sự lựa chọn số 1 trong sơ đồ 3-4-3. Điểm mạnh của hai cầu thủ này là khả năng kiểm soát bóng và sự cơ động. Trong hai trận đấu với U23 Iraq và U23 UAE, khi đối thủ tăng cường sức mạnh cơ bắp, chơi pressing liên tục, bộ đội tiền vệ của U23 Việt Nam bị hụt hơi và họ thường thua thiệt trong những pha đấu tay đôi. Sự khác biệt so với triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo là dưới thời huấn luyện viên Trucci, hai tiền vệ trung tâm sẽ nhận được nhiều bóng, phát triển và phải di chuyển liên tục. Điều này yêu cầu các tiền vệ không chỉ có kỹ thuật mà còn cả sự bền bỉ, sẵn sàng chơi cơ bắp khi cần. Như đã nói trên, sự thất thế về thể hình cũng khiến cho những tình huống tranh chấp của các học trò ông Trucci bị thiệt thòi. Rất có thể, U23 Việt Nam đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Bản thân các học trò của ông Trucci đã có thêm cho mình những kinh nghiệm, nên chúng ta có thể tin vào sự trưởng thành của Đức Việt, Nhật Nam, Công Đến, Văn Khang,